đây mình luộc qua một lần và mình rửa sạch. Thì sẽ rửa sạch qua nước lạnh và nấu lại nha mọi người. Mình sẽ nấu một mình cho cái sốt gì vô không? Mình cho cái sốt rong biển từ Nhật nha cả nhà. Mình được gửi từ bên Nhật qua đây, rong biển nha cả nhà, hiệu của Nhật luôn, chánh thống của Nhật 100% nha cả nhà, làm từ Hokkaido nha cả nhà. Mình sẽ cho hai gói vào nha cả nhà. Đây. Sẽ cho hai gói vào và mình sẽ nấu với muối. Với hai gói này là bổ nguyên chất ngon nha cả nhà. Đây mình phi xong cả nhà, vừa ngã qua vàng bây giờ mình vớt ra cả nhà. Đó, thì sẽ vớt ra đẹp luôn cả nhà, không có khét. Đó, thấy không, vớt ra là cái màu của nó vậy cả nhà, vớt nhanh nhanh ra. Đây hành phi tự nhà làm cho nó thơm, mình đi mua cũng được cả nhà, một hũ cũng 5-6 đồng. Còn cái loại mà nó dạng giống như nó bể bể là 5-6 đồng nha cả nhà. Còn cái loại mà nó nguyên giống vậy nè, nó ngon nó đẹp vậy là 7-8 đồng. À, cái này chỉ có 3-4 củ hành tím của mình thôi nha cả nhà, mà được bao nhiêu đó đó. Đó, đẹp chưa, màu cước là đẹp nha cả nhà, màu cước là đẹp. Đây để phi xong rồi, đây cả nhà, cái phi xong củ hành là trời nó thơm bát ngát luôn cả nhà, thơm quá cho thơm này. Đây là cái nồi súp thịt nè, nó thì cho đầu củ hành vô luôn rồi nó sôi ùng ục luôn cả nhà, thơm ngon cả nhà. Cái này mà chan lên cơm, một tô cơm, một chén cơm, một súp. Đây cả nhà, người Việt mình là ai cũng biết cái nồi súp này là súp gì rồi phải không? Bụng quá cả nhà, à, nấu một tô lên vậy ăn này. Súp với cơm trắng nha cả nhà này. Người Việt không có cơm cũng được cả nhà. Ơi nó ngọt kinh khủng rồi. Nhà biết không, thị xã bật mí hơi nhà biết, ở bên Nhật á mình ăn cơm á cả nhà, mà cái miệng mình mở ra ăn mình chép chép á, trời ơi bị chửi nhà, bị la, bị người ta ghét lắm cả nhà ơi. Nhưng mà có một chỗ cả nhà có thể ăn ồn ào, tiếng rất ồn ào sao cũng được, là ở đâu cả nhà biết không? Trong tiệm mì, trong tiệm mì của Nhật á, người Nhật là người ta ăn mì với cả nhà lạ hơn là người khác ăn nha. Đã ăn mì á, người ta đưa lên tao hút lên, hút lên đấy nha cả nhà, hút lên luôn, hút lên tới ốc luôn, ổn cả nhà. Còn á hả, thường ngồi nhà ăn cơm là hả, miệng mình ai á, ăn chung á mà nghe chép một cái là trời bị liếc liền, bị la liền. Nè con, ăn đi con. Quen rồi cả nhà, thì sống gần 20 năm ở bên Nhật cơ, khi mà mình đi ăn rồi đó cả nhà, phải cẩn thận lắm, ngồi mà ăn mà nhép thì chết luôn cả nhà.
It's beetroot and other stuff. But beetroot soup is delicious. Trời lạnh mà nấu một nồi canh vậy lên ăn. Chắc ai cũng nghĩ là ở Mỹ ăn dữ lắm hơn, ăn thịt thà, ăn cái gì cũng hả, ăn nhiều thật nhiều và ngon thật ngon cả nhà. Baby.